chúng tôi chân thành cảm tạ quý khán giả đã duy trì màn hình và thưa quý uh, giáo sư Nguyễn Trần Quý uh, chúng ta vừa nêu lên cái vấn đề ở hội nghị Sendai. Nhưng mà chúng ta phải biết là trong cái hội nghị này thì có sự áp lực của Trung cảm rất là nặng nề bởi vì Trung cảm sợ rằng cái hội nghị này sẽ đưa ra tuyên bố chung và nhắc tới Trung cảm tên của Trung cảm hoặc là nhắc tới biển Đông thì cái áp lực của Trung cảm như thế nào thưa giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách uh, dĩ nhiên là Trung Cộng biết rằng là cái hội nghị này như cái tuyên bố của Tòa bạch Úc là sẽ nhắc đến cái vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và trong đó sẽ có cái chuyện lên án Trung Quốc. Thành ra vì thế cho nên Trung Cộng đã gây áp lực ít nhất là đối với Lào và Campuchia nói rằng sẽ không có ký kết một cái thông cáo chung nào có đề cập đến cái vấn đề tranh cãi trên Biển Đông cũng như là lên án Trung Quốc. Đấy là cái điều mà trung quốc đã áp lực xa gần gì đối với hai cái nước đó và quả thực như vậy là bởi vì hai nước đó và có thể có một vài nước nữa không chừng thành ra vì thế mà cái thông cáo chung đã không hề nhắc đến cái chuyện tranh chấp trên biển đông và không nhắc đến trung quốc là một cái yếu tố làm xáo trộn cái biển đông không nhắc đến một cách trực tiếp nhưng mà thưa rằng khi mà nói đến cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ cái chuyện phải giải quyết tranh chấp bằng hòa bình theo những cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc cũng như là luật lệ của khối ASEAN vân vân thì nghĩa là cũng đã nhắc đến vấn đề biển đông nhưng mà không nhắc đến chính tranh mà thôi. À, đấy là cái mà áp lực của Trung Quốc đối với trước cái cuộc họ, hội họp và ngay sau cái cuộc hội họp ngày hôm trước thì hôm sau tức là ngày 17 tức ngày thứ tư thì cái này có lẽ là không phải là ngày 17 sau cái hội nghị đó thì Trung Quốc mới đưa mấy cái hỏa tiễn uh, dạ, địa, gọi địa. là địa không tức dạ. là để mà chống những các cái hỏa tiễn khác cũng như là để bắn máy bay hay là bắn tàu vân vân thì chắc là họ đã đều đưa đến từ trước nhưng mà điều sau đó thì những cái hình ảnh vệ tinh đó mới chụp những cái đó và những cái hình ảnh đó thì được phóng ra cho toàn thế giới biết vào ngày hôm sau thì nói rằng là trung quốc đã đưa ít nhất là hai cái dàn hai hệ thống chứ không phải là hai dàn mà thôi hai hệ thống phòng không đến đặt ở cái đảo phú lâm là nằm trong cái đảo quần đảo hoàng sa mà trung quốc chiếm của việt nam thế thì cái vấn đề mà trung quốc đưa hai cái dàn hỏa tiễn đến đặt ở đó, đó phải chăng đấy là một cái phản ứng của trung quốc để mà chống lại với cái cuộc hội họp tại sunnyland của Ông Obama đối với 10 vị lãnh đạo của các nước ASEAN à thì cái đó đúng là một cái sự phản ứng. Ê, nhưng mà điều, cái chuyện mà đặt hai cái dàn hỏa tiễn ở đó, đó thì liệu nó có làm thay đổi cái tình trạng ở Biển Đông hay không thì lại là một vấn đề khác. Bởi vì có nhiều nhà bình luận cho rằng là quả thực khi mà đưa cái dàn hỏa tiễn đến đó là một cái gì mới. Và kể như là Trung Quốc đang dần dần để mà quân sự hóa Biển Đông khác lại với cái điều mà ông Tập, Tập Cận Bình trước đây khi đến Mỹ đã hứa với Tổng thống Obama rằng sẽ không quân sự hóa Biển Đông. đó Thì đấy là cái chuyện mà nhiều báo giới cho rằng đây là một cái chuyện gì nó khác lạ, khác thường và bắt đầu Trung Quốc có một cái thái độ cứng rắn. Nhưng mà nhiều nhà bình luận quân sự thì lại cho rằng không. Sự thật ra cái đảo Phú Lâm từ trước đến giờ nó đã được quân sự hóa rồi. Tức là trên đảo đó nó đã có sân bay, mặc dù là nhỏ nó đã có những cái trại lính và nó cũng đã có cả những cái cơ cấu hành tránh để mà quản trị cái vùng biển đông là gọi là cái cơ sở Tam Sa gì đó và nó cũng đã có một cái bến hải cảng nước sâu để cho những tàu chiến có thể cập bến thì như vậy là họ đã quân sự hóa rồi điều thứ hai nữa cái đảo Hoàng quần đảo Hoàng Sa này thì nó chỉ tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc mà thôi chứ nó không dính dáng gì đến những cái nước khác mà việt nam gần như im lặng từ trước đến giờ đối với cái vần, vần, quần đảo hoàng sa chỉ nói thôi chứ sự thực ra việt nam không có một cái hành động gì đối với cái quần đảo hoàng sa khác với trường sa trường sa thì việt nam còn đặt một số những các cái đảo nhỏ rồi có lính chiếc canh gác ở trên đó nhưng mà hoàng sa thì hoàn toàn không vậy thì cái chuyện mà trung quốc làm ở biển đông đưa những cái dàn hỏa tiễn đến nó không có nghĩa là quân sự hóa mà cái chuyện quân sự hóa đã có rồi rồi những cái hỏa tiễn này liệu nó có đe dọa thực sự đối với những các cái chuyện di chuyển gọi là tự do của mỹ hay không thì thưa rằng không là bởi vì những cái hỏa tiễn này cái tầm của nó là hai trăm cây số tức là cũng không phải là xa lắm điều thứ hai nữa là dù có đặt ở đó thì chắc chắn là trung quốc cũng không dám dùng những cái hỏa tiễn này để mà khoai khai hỏa vào những cái tàu chiến hay là máy bay của mỹ đi trong cái vùng đó cái đó là điều chắc chắn và một điều nữa là vì hỏa tiễn này nó chỉ có cái tầm hai trăm cây số thành ra nó cũng không phải là một cái đe dọa hoàn toàn cho tất cả cái đường hàng hải ở trên cái vùng biển đông này nhưng mà có một điều là có thể nó mở đầu đặt ra một sự đã rồi để rồi sau đó, đó Trung Quốc sẽ đưa những cái dàn hỏa tiễn tương tự như vậy xuống trường sa thì có thể có. Thành ra đối với những nhà bình luận quân sự thì cho rằng sự thực ra những cái dàn hỏa tiễn này nó không có làm cho nó nóng hơn lên và nó cũng không làm cho cái sự đe dọa cái đường hàng hải quốc tế hơn là trước đây. Trước đây nó cũng đã đe dọa như vậy rồi. Và một điều nữa là đối với những cái dàn hỏa tiễn này nếu mà quả thực là đến lúc cần phải sử dụng ấy, thì nó sẽ bị xóa sổ một cách nhanh chóng trong khoảng một giờ đồng hồ tức là nó không có cái giá trị về chiến lược quân sự bởi vì nó chỉ có tính cách chiến thuật bắn một hai trái gì đó hay là tiêu diệt một hai cái tàu một cái hai cái máy bay chứ nó không thể tồn tại lâu là bởi vì thứ nhất cái đảo quá nhỏ thứ hai là những cái vũ khí này cái tầm của nó ngắn nó không có gì để mà nguy hiểm cả Dạ vâng, thưa quý khán giả thì cái vệ tinh nhân tạo chụp được những cái hình Mà ở Trung cảm đã trang bị về các cái quả tiễn này vào ngày 12 Và đài Fox News lại chiếu vào ngày 16 Thì cái điều mà chiếu vào ngày 16 tức là cái hội nghị kết thúc vào buổi chiều ngày 16 Thì thưa giáo sư, có lẽ là Tổng thống Obama cũng biết trước nhưng mà tại sao không thảo luận về cái vấn đề các quả tiễn mà Trung Cạm đưa ra ở Hoàng Sa Mà chỉ thảo luận là những cái vấn đề an ninh Biển đâm Và cái sự càng ngày càng gọi là uh, hung hăng của Trung Cạm thôi Không đề cập tới vấn đề quả tiếng này Phải chăng là tình báo Mỹ hay là Tổng thống Obama muốn cho nó nó, nó được liên tiếp để hâm nắm cái cường độ hay sao thưa giáo sư à, Vâng, những cái, cái uh, gọi là cái bí mật quân sự thì chúng ta không thể biết hết được nhưng mà có một điều như thế này là chắc chắn khi mà những cái hình ảnh đó được phát tán ra vào ngày 17 đó thì không nghĩa là cái ngày đó người ta mới chụp được mà người ta đã chụp được trước đó rồi. Và khi đã chụp được như vậy thì chắc chắn là những cái cơ quan tình báo của Mỹ họ đã biết hết. Tại sao lại không đưa ra thì thưa rằng nó có nhiều lý do. Tại sao lại không đưa ra trong cái phiên họp là bởi vì trong cái phiên họp đó mới bàn cãi về cái chuyện rằng có bàn đến vấn đề biển Đông hay không, có bàn đến cái thái độ hung hăng của Trung Quốc hay không thì đã không có cái sự đồng nhất giữa các nước ở Á Châu. Những cái nước Đông Nam Á đó, có nhiều nước không muốn đề cập đến. Thành ra vì thế mà có lẽ cái chương trình chi tiết về những cái chuyện giàn hỏa tiến mới này không được đặt ra chăng? Cái đó là điều chúng ta đoán thôi, chứ còn sự thực chúng tôi không thấy có một cái tin nào, lý do nào mà tại sao lại cái vấn đề hỏa tiến này không được đặt ra. Nhưng mà như tôi đã vừa trình bày là đối với một số chuyên gia về quân sự thì họ cho rằng cái chuyện mà đặt những cái dàn hỏa tiễn nó nó không phải là một cái điểm gì mới đối với vấn đề quân sự bởi vì Trung Quốc đã quân sự hóa rồi. Điều thứ hai nữa là với những cái vũ khí như vậy nó không có phải là một thay đổi được cái sự sự chiến trường, không có thể thay đổi gì cả bởi vì nó những cái vũ khí đó kể như là thô sơ và nhỏ, nó chưa có đủ sức để làm thay đổi cái bộ mặt của chiến trường, cho nên có lẽ vì thế mà không trở thành một vấn đề. Nhưng mà chúng tôi cũng có đọc thấy một số những cái nhà bình luận thì lại cho rằng trung quốc sở dĩ mà đưa những cái đó đến gắn thì nó lại vẫn có tác dụng đối với những cái nước đông nam á thứ nhất là đối với hai nước việt nam và philippines là hai cái nước mà đối đầu với trung quốc trực tiếp ngay ở trên cái vùng đó thì hai nước đó về phương diện quân sự đều yếu hơn trung quốc thành ra những cái hỏa tiễn đó đối với hai nước đó thì lại là những cái vũ khí kể như là ghê gớm Điều thứ hai nữa là Trung Quốc muốn đặt ở đó, ngoài hai cái nước mà đối địch ngang với với Trung Quốc là Việt Nam và Philippines thì còn lại dùng để mà răn đe đối với những cái nước còn đang ở tên trong tình trạng nửa vời, tức là chưa hẳn là muốn chống Trung Quốc nhưng mà cũng vẫn muốn theo Mỹ. Thành ra những cái nước đó cái quyền lợi của họ đi lại nó vẫn còn cần. Thành ra Trung Quốc đặt như vậy thì có nghĩa rằng làm cho cái nước đó thêm một chút sợ hãi và vì thế cho nên cái chuyện mà đi với Mỹ nó sẽ khó hơn. Thành ra cái mục đích của Trung Quốc khi đặt cái đó, nó không đặt những cái giòn hỏa tiễn mới này. Nó không có cái giá trị về quân sự, nhưng nó có cái giá trị về phương diện chiến lược chính trị là để làm cho cái sự chia rẽ giữa các nước Á Châu, những, những nước Đông Nam Á nó rộng lớn hơn và làm cho cái sự kết hợp của Mỹ mà mỹ trong cái hội nghị này chủ trương là sẽ centralize tức là, là làm sao tập trung được các nước đông nam á thành một mối đó thì nó khó cho mỹ hơn trong cái chuyện tập trung các nước đông nam á đông nam á này thành một mối là bởi vì giữa những cái nước mà còn chưa có cái sự thiết thân quyền lợi thiết thân của họ đối với biển đông đó, thì họ cảm thấy rằng với những cái vũ khí đặt như vậy có thể làm cản trở cái sự giao thương của họ trên biển đông Dạ vâng, khi mà các cái tin tức của các cơ quan truyền thông ở Tây Phương đưa ra về cái dàn qua tiễn mà Trung Cạm đặt ở đảo Phú Lâm đó thì phát ngôn viên của Trung Cạm đó là Hồng Lỗi cũng như ngay cả ông Vương Nghị là Bộ trưởng Ngoại giao khi mà họp báo cùng với bà Bích Shot tức là Ngoại trưởng của Úc Đại Lợi đó thì ông có tuyên bố là ông chê cái truyền thông của Tây Phương là coi như là nó không có giá trị, có tính cách xuyên tạc nhưng mà ông không phủ nhận là cái dòng quả tiễn có hay không ông không phủ nhận sau đó thì ông lại tiếp tục ông nói rằng là đây là các đảo của trung cộng cho nên trung cộng có cái quyền đạt bảo vệ những cái những đảo của mình cho nên về, kể cả về vấn đề trang bị về quân sự cho nên ông vương à, nghị để cho thấy là cái sự lập liếm của trung cộng à, thưa giáo sư chúng ta được biết là trung à, phi luật tăng sẽ kiện À, Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế Liên Hiệp Quốc về cái đường chín đoạn mà Trung Cạm coi như gần 80% ở Biển Đông. Thì vào tháng trễ lắm là vào 15 tháng 4 cho tới khoảng à, cuối tháng 5 là cái phán quyết của tòa án trọng tài sẽ đưa ra. Và người ta cho rằng trước đó thì Trung Cạm là phủ nhận cái tòa án trọng tài quốc tế này. Nó là không có tư cách pháp nhân và họ không thi hành thì bây giờ chúng ta thấy bộ ngoại giao của Hoa Kỳ đang vận động với Âu Châu kể cả các nước Đông Nam Á phải lên tiếng giả sử rằng cái phán quyết đó nó có hiệu lực là Trung Cạm đã vi phạm là không đường chính đoạn của Lý Bào nhưng mà Trung Cạm không thi hành thì sao thì xin giáo sư có thể triển khai cái vấn đề này à, Vâng, kính thưa quý khán giả là trong 6 tháng đầu năm của 2017 này 16. 16 này thì chắc chắn là cái tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc sẽ ra một cái phán quyết về cái vấn đề Philippines kiện ra tòa án quốc tế về hai cái điểm lớn. Điểm thứ nhất là cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó không có căn cứ trên một cái căn cứ pháp lý nào cả. Điều thứ hai là Philippines xin tòa giải thích, giải thích thôi nhé, chứ không có phải là quyết định xem là của ai. Một số những cái đảo ở trên Thái Bình Dương, xin lỗi trên vùng biển đông nó là đảo hay là đá thưa quý vị trên phương diện luật quốc tế cái đảo thì nó có cái giá trị khác với cái đá ngầm cái đảo là theo định nghĩa của luật liên hợp quốc phải là cái nơi con người có thể sinh sống được có một đời sống kinh tế tự túc thì lúc đó gọi là đảo mà nếu gọi là đảo thì nó có cái quyền lợi thứ nhất là 12 hải lý xung quanh đó gọi là lãnh hải là cái đất cái quyền tuyệt đối của họ ngoài 12 hải lý họ có một cái vùng gọi là quyền kinh tế 200 hải lý tính từ từ đất liền đi ra 200 hải lý các nước khác không được quyền đánh cá không được quyền khai thác dầu hỏa trong cái vòng 200 hải lý thành ra quyền lợi của nó rất lớn mà như vậy nếu theo cái luật đó thì ở cái biển đông Việt Nam mình không có cái đảo nào gọi là đảo mà theo nghĩa đó cho đến bây giờ theo đúng luật thì chắc là không có còn những cái mà gọi là đá hay là những cái bãi ngầm thì theo cái luật biển của Liên Hiệp Quốc nó không có giá trị là một cái đảo vì không có giá trị là một cái đảo thành ra điều thứ nhất là những cái đá ngầm không ai được chiếm nhận để làm gọi Ủ, là của tử. thuộc đất đai của mình không có quyền bởi vì lúc chìm lúc nổi nó không được nhận còn nếu những cái đảo nó nhỏ nhỏ ví dụ như đảo Phú Lâm ví dụ như đảo Hoàng Sa hay là đảo Trường Sa mà Việt Nam chiếm chẳng hạn đó thì thưa rằng nó là đảo thật tức là nó có nổi lên nó không bị chìm và có con người có thể cất nhà cửa ở trên đó được nhưng mà điều nó cũng vẫn chỉ gọi là đá nó chưa phải là đảo thì nó không có cái quyền có 12 hải lý xung quanh hay là nếu mà cắt nghĩa một cách chặt chẽ ra, may ra nó có được 12 hải lý chung trong. Nhưng mà chắc chắn là nó không có 200 hải lý từ bờ biển tính ra để làm thành lục địa, nó không có. Thành ra thưa quý vị, bây giờ Trung Quốc đang chiếm những cái đảo ở trên vùng Trường Sa. Và nhất là cái đảo Scarborough nó thuộc của Philippines trước đây. Thì Philippines chỉ yêu cầu tòa giải thích, xin giải thích rằng những các cái mỏm đá đó đó, nó có được gọi là có cái quyền được gọi là đảo hay không và nếu không được gọi là đảo nó là đá chìm thì nó có 12 hải lý xung quanh và có cái thềm lục địa hay không thì tòa có cái quyền giải thích cái đó, giải thích luật và nếu đến từ đây cho đến tháng 6 mà nếu tòa giải thích rằng là những đường chín đoạn của Trung Quốc nó không là gì cả và những cái đảo mà lúc chìm lúc nổi hay là những cái đảo mà con người không thể tự sinh sống ở trên cái đảo đó được thì không được gọi là đảo và do đó nó không có cái quyền 12 lý thì thưa quý vị cái vấn đề nó sẽ trở thành một cái chuyện gì rất khó khăn đối với Trung Quốc. Cái khó khăn đầu tiên đối với Trung Quốc là Trung Quốc nói rằng tôi không tuân hành những các cái phán quyết của tòa thì như vậy vô tình nói với thế giới rằng không có chịu tuân theo cái nếp sống chung của thế giới là sống theo luật lệ của liên hiệp quốc mà trung quốc là một trong những nước đã ký vào cái luật đó thì đấy là một cái về phương diện khó khăn về chính trị cho trung quốc khi phải đi giao dịch với những các nước khác trên thế giới cái thứ hai là vì liên hiệp quốc đã nói rằng trung quốc không có quyết quyền như vậy thì như vậy nếu những cái tàu bè hay là những cái tàu đánh cá của những cái nước xung quanh Philippines, Việt Nam hay là tàu của Mỹ đi vào trong vòng 12 hải lý sát vào những cái đảo của Trung Quốc, Trung Quốc không có được phép nói năng gì cả. Và nếu Trung Quốc không được phép nói năng gì mà lúc đó Trung Quốc lại dùng những cái phương tiện sẵn có của mình như tàu bè để mà xua đuổi thì cái lúc đó là trái với cái luật lệ của Liên Hợp Quốc. Thành ra thưa quý vị, cái vấn đề phán phán quyết của tòa liên hiệp quốc này nó cũng sẽ có một cái giá trị rất lớn và có thể làm thay đổi cái cục diện và chúng tôi nghĩ rằng cái hội nghị Sunnyland này cũng là một cách để tổng thống Obama chuẩn bị để mà đón nhận cái phán quyết của tòa cũng như là phía trung cộng khi đặt những các cái dàn hỏa tiễn ở trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa cũng là cách để mà đối phó với cái phán quyết sắp tới của tòa bởi vì theo đến bây giờ thì dư luận của những nhà bình luận nói chung thì cho rằng cái phán quyết của tòa chắc chắn là sẽ thuận lợi cho phía philippines và nếu như vậy thì trung quốc cũng phải chuẩn bị cách đối phó bằng cách là họ ì ra chai mặt ra và họ sẽ đe dọa mạnh hơn bằng cách là đưa những cái dàn hỏa tiến đó đặt trên những cái chỗ mà người ta gọi là đảo đá rồi và ngược lại phía mỹ thì cũng phải chuẩn bị cái đó bằng cách là mỹ gọi là centralize tức là tập trung các cái nước mà chống trung quốc lại đặc biệt là những cái nước trong vùng biển đông đó tức là các cái nước đông nam á vì thế cho nên cái hội nghị này tổng thống obama nhìn nó với nhiều cái mục đích khác nhau và trong đó một trong những cái đó có thể là để đón cái quyết định của tòa liên hiệp quốc về vấn đề phán quyết về vấn đề biển Đông mà Philippines đã kiện. Dạ vâng. Bây giờ thì xuyên qua cái hội nghị ở Sendilan thì mình đánh giá cái hội nghị đó thành công hay thất bại thưa giáo sư. À vâng. À, sự thực ra thì ở đây chúng ta thấy rằng Trung Quốc thì nói rằng cái hội nghị này thất bại. Thất bại là bởi vì ông Obama đã không thuyết phục được các nước Á châu để mà ra được một cái thông cáo chung để lên án Trung Quốc và cái vấn đề hành xử uh, hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông thì đối với Trung Quốc đây là một cái sự thất bại của ông Obama và có lẽ nếu mà so với cái điều mà Tòa Bạch Dốc tuyên bố trước khi cái cuộc họp này xảy ra là Tòa Bạch Dốc có ý định để mà các nước Á Châu lên tiếng về cái vấn đề hung hăng của Biển Đông và cái vấn đề mà Trung Quốc đã xây những cái đảo chiếm đoạt ở trên Biển Đông thì đó là cái đứng về phương diện đó thì chúng ta thấy rằng là thất bại đúng. Nhưng mà thưa quý vị, sự thực ra như tôi vừa trình bày, cái hội nghị này tổng thống Obama không phải chỉ nhìn một vấn đề đó mà ông ta còn nhìn nhiều vấn đề khác. Cái thứ nhất là để cho các nước Á châu thấy rằng quyết tâm của Mỹ xoay trục sang Á châu là có. Bởi vì về quân sự đã có, về kinh tế đã có, thành ra những cái hội nghị như thế này để chứng tỏ rằng là mỹ có một cái quyết tâm bởi vì các nước á châu vẫn sợ rằng mỹ không có một cái quyết tâm thành ra đây là một cái điều mà để chính phủ obama xác quyết cái quyết tâm của mỹ cái thứ hai là để cho thấy rằng các cái nước mà ừ, á châu đó thấy rằng là vì mỹ đã quyết tâm như vậy và đã có những cái kế hoạch như vậy thì các cái nước đó sẵn sàng để mà hợp tác để mà đối phó Tuy nhiên khi vào hội nghị thì thấy rằng quả thực giữa các nước đó nó cũng có những cái khó khăn chưa thể có một cái đồng nhất được. Vậy thì ông Obama đã bắt đầu đi bằng cách là sẽ tăng cường đối với những các cái nước mà có cái quyền lợi trực tiếp đối đầu với Trung Quốc là ví dụ như là Malaysia, Việt Nam, Philippines, Brunei vân vân. Và đứng ở một phiên phương diện nào đó thì chúng ta thấy rằng là vì cái hội nghị này nhằm để sắp sửa đối phó với cái phán quyết của tòa Liên Hiệp Quốc sắp ra. Thành ra vì thế mà cái hội nghị này đã có được mà riêng cái chuyện nó có được thì tự nó nó đã có một cái kể là thành công. Và hơn nữa chúng ta cũng đừng quên rằng cái hội nghị này sự thực ra ông Obama đã biết trước rằng nó cũng sẽ như bao nhiêu cái hội trước đây tức là hội họp xong rồi lại ra về. Ai ở nhà đó nhưng mà nó có một cái giá trị biểu tượng nó không có một cái giá trị chiến lược nhưng mà nó có một cái giá trị biểu tượng và đồng thời nó cũng có một cái giá trị nữa để cho người cử tri mỹ thấy rằng cái thái độ uh, quyết tâm của mỹ đối với những vấn đề á đông cho cử tri mỹ làm quen với những các cái vấn đề đang xảy ra ở vùng biển đông và như vậy thì cái vị tổng thống sau đó buộc lòng phải có một cái sự tiếp nối đối với cái chính sách xoay trục của ông Obama. Dạ vâng. À qua cái hội nghị này thì chúng ta thấy là tổng thống Obama đã tiếp ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 40 phút. Trong cái 40 phút này, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đưa lên những cái biện pháp rất là cứng rắn, là yêu cầu Mỹ trở lại Đông Nam Á và yêu cầu Mỹ dùng những biện pháp mạnh không những bằng hành động mà bằng những cái phương thức à, cứng rắn hơn để mà tạo cho cái sự ổn định ở trong vùng. À, và giải quyết bằng vấn đề gọi là trở lại cái vấn đề nguyên trạng ông nguyễn tấn dũng cũng yêu cầu là hoa kỳ sẽ viện trợ thêm về vấn đề cảnh sát biển tất cả những cái sự kiện này cũng cho thấy là ông nguyễn tấn dũng đó, chúng ta biết là tổng thống obama cũng hứa sẽ thăm việt nam vào tháng 5 này và đây là cái điều mà ông nguyễn tấn dũng cũng lấy được cái thanh thế của mình là chính tổng thống obama trước đây đã có ông trương tấn sang ông nguyễn phú trọng mời nhưng mà lần này thì ông xác nhận ngày giờ ông sẽ tới ở việt nam À, chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Quý đã đóng góp trong chương trình này xin kính chào quý khán thính giả và chào giáo sư dạ, kính chào quý khán thính giả kính chào anh Hoàng Văn chúng tôi chân thành cảm tạ quý khán giả đã duy trì màn hình và thưa quý uh, giáo sư Nguyễn Trần Quý uh, chúng ta vừa nêu lên cái vấn đề ở Hội nghị Sandy Land Nhưng mà chúng ta phải biết là trong cái hội nghị này thì có sự áp lực của Trung cảm rất là nặng nề bởi vì Trung cảm sợ rằng cái hội nghị này sẽ đưa ra tuyên bố chung và nhắc tới Trung cảm, tên của Trung cảm hoặc là nhắc tới biển Đông thì cái áp lực của Trung cảm như thế nào thưa giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách uh, dĩ nhiên là Trung cảm Cộng... Biết rằng là cái hội nghị này như cái tuyên bố của Tòa vệ Đốc là sẽ nhắc đến cái vấn đề tranh chấp trên Biển Đông Và trong đó sẽ có cái chuyện lên án Trung Quốc Thành ra vì thế cho nên Trung Cộng đã gây áp lực Ít nhất là đối với Lào và Campuchia Nói rằng sẽ không có ký kết một cái thông cáo chung nào có đề cập đến cái vấn đề tranh cãi trên Biển Đông Cũng như là lên án Trung Quốc Đấy là cái điều mà trung quốc đã áp lực xa gần gì đối với hai cái nước đó và quả thực như vậy là bởi vì hai nước đó và có thể có một vài nước nữa không chừng thành ra vì thế mà cái thông cáo chung đã không hề nhắc đến cái chuyện tranh chấp trên biển đông và không nhắc đến trung quốc là một cái yếu tố làm xáo trộn cái biển đông không nhắc đến một cách trực tiếp nhưng mà thưa rằng khi mà nói đến cái vấn đề toàn vẹn lãnh thổ cái chuyện phải giải quyết tranh chấp bằng hòa bình theo những cái luật lệ của liên hiệp quốc cũng như là luật lệ của khối asean vân vân thì nghĩa là cũng đã nhắc đến vấn đề biển đông nhưng mà không nhắc đến chính tranh mà thôi đấy là cái mà áp lực của trung quốc đối với trước cái cuộc hội họp và ngay sau cái cuộc hội họp ngày hôm trước thì hôm sau tức là ngày 17 bảy ngày thứ tư thì cái này có lẽ là không phải là ngày 17 sau cái hội nghị đó thì Trung Quốc mới đưa mấy cái hỏa tiễn uh, dạ, địa gọi địa. là địa không tức dạ. là để mà chống những các cái hỏa tiễn khác cũng như là để bắn máy bay hay bắn tàu vân vân thì chắc là họ đã đều đưa đến từ trước nhưng mà điều sau đó thì những cái hình ảnh vệ tinh đó mới chụp những cái đó và những cái hình ảnh đó thì được phóng ra cho toàn thế giới biết vào ngày hôm sau thì nói rằng là Trung Quốc đã đưa ít nhất là hai cái dàn, hai hệ thống chứ không phải là hai dàn mà thôi, hai hệ thống phòng không đến đặt ở cái đảo Phú Lâm là nằm trong cái đảo quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam. Thế thì cái vấn đề mà Trung Quốc đưa hai cái dàn hỏa tiễn đến đặt ở đó đó. Phải chăng đấy là một cái phản ứng của Trung Quốc để mà chống lại với cái cuộc hội họp tại Sunnyland của Ông Obama đối với 10 vị lãnh đạo của các nước ASEAN à thì cái đó đúng là một cái sự phản ứng. Ê, nhưng mà điều, cái chuyện mà đặt hai cái dàn hỏa tiễn ở đó, đó thì liệu nó có làm thay đổi cái tình trạng ở Biển Đông hay không thì lại là một vấn đề khác. Bởi vì có nhiều nhà bình luận cho rằng là quả thực khi mà đưa cái dàn hỏa tiễn đến đó là một cái gì mới. Và kể như là Trung Quốc đang dần dần để mà quân sự hóa Biển Đông khác lại với cái điều mà ông Tập, Tập, Cận Bình trước đây khi đến Mỹ đã hứa với Tổng thống Obama rằng sẽ không quân sự hóa Biển Đông. đó Thì đấy là cái chuyện mà nhiều báo giới cho rằng đây là một cái chuyện gì nó khác lạ, khác thường và bắt đầu Trung Quốc có một cái thái độ cứng rắn. Nhưng mà nhiều nhà bình luận quân sự thì lại cho rằng không. Sự thật ra cái đảo Phu Lâm từ trước đến giờ nó đã được quân các cái mỏm đá đó, đó nó có được gọi là có cái quyền được gọi là đảo hay không và nếu không được gọi là đảo nó là đá chìm thì nó có 12 hải lý xung quanh và có cái thềm lục địa hay không thì tòa có cái quyền giải thích cái đó, giải thích luật. Và nếu đến từ đây cho đến tháng 6 mà nếu tòa giải thích rằng là những đường chín đoạn của Trung Quốc nó không là gì cả và những cái đảo mà lúc chìm lúc nổi hay là những cái đảo mà con người không thể tự sinh sống ở trên cái đảo đó được thì không được gọi là đảo và do đó nó không có cái quyền 12 lý thì thưa quý vị cái vấn đề nó sẽ trở thành một cái chuyện gì rất khó khăn đối với Trung Quốc cái khó khăn đầu tiên đối với Trung Quốc là Trung Quốc nói rằng tôi không tuân hành những các cái phán quyết của tòa thì như vậy vô tình nói với thế giới rằng không có chịu tuân theo cái nếp sống chung của thế giới là sống theo luật lệ của Liên Hiệp Quốc. Mà Trung Quốc là một trong những nước đã ký vào cái luật đó. Thì đấy là một cái về phương diện khó khăn về chính trị cho Trung Quốc khi phải đi giao dịch với những các nước khác trên thế giới. Cái thứ hai là vì Liên Hiệp Quốc đã nói rằng Trung Quốc không có quyết quyền như vậy. Thì như vậy nếu những cái tàu bè hay là những cái tàu đánh cá của những cái nước xung quanh Philippines, Việt Nam hay là tàu của Mỹ đi vào trong vòng 12 hải lý sát vào những cái đảo của Trung Quốc, Trung Quốc không có được phép nói năng gì cả. Và nếu Trung Quốc không được phép nói năng gì mà lúc đó Trung Quốc lại dùng những cái phương tiện sẵn có của mình như tàu bè để mà xua đuổi thì cái lúc đó là trái với cái luật lệ của Liên Hợp Quốc. Thành ra thưa quý vị, cái vấn đề phán phán quyết của tòa liên hiệp quốc này nó cũng sẽ có một cái giá trị rất lớn và có thể làm thay đổi cái cục diện và chúng tôi nghĩ rằng cái hội nghị Sunnyland này cũng là một cách để Tổng thống Obama chuẩn bị để mà đón nhận cái phán quyết của tòa. Cũng như là phía Trung Cộng khi đặt những các cái dàn hỏa tiễn ở trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa cũng là cách để mà đối phó với cái phán quyết sắp tới của tòa bởi vì theo đến bây giờ thì dư luận của những nhà bình luận nói chung thì cho rằng cái phán quyết của tòa chắc chắn là sẽ thuận lợi cho phía philippines và nếu như vậy thì trung quốc cũng phải chuẩn bị cách đối phó bằng cách là họ ì ra chai mặt ra và họ sẽ đe dọa mạnh hơn bằng cách là đưa những cái dàn hỏa tuyến đó đặt trên những cái chỗ mà người ta gọi là đảo đá rồi và ngược lại phía mỹ thì cũng phải chuẩn bị cái đó bằng cách là mỹ gọi là centralize tức là tập trung các cái nước mà chống trung quốc lại đặc biệt là những cái nước trong vùng biển đông đó tức là các cái nước đông nam á vì thế cho nên cái hội nghị này tổng thống obama nhìn nó với nhiều cái mục đích khác nhau và trong đó một trong những cái đó có thể là để đón cái quyết định của tòa liên hiệp quốc về vấn đề phán quyết về vấn đề biển Đông mà Philippines đã kiện. Dạ vâng. Bây giờ thì xuyên qua cái hội nghị ở Sendilan thì mình đánh giá cái hội nghị đó thành công hay thất bại thưa giáo sư? À vâng. À, sự thật thực ra thì ở đây chúng ta thấy rằng Trung Quốc thì nói rằng cái hội nghị này thất bại. Thất bại là bởi vì ông Obama đã không thuyết phục được các nước Á châu để mà ra được một cái thông cáo chung để lên án Trung Quốc và cái vấn đề hành xử uh, hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông thì đối với Trung Quốc đây là một cái sự thất bại của ông Obama và có lẽ nếu mà so với cái điều mà tòa vệ dốc tuyên bố trước khi cái cuộc họp này xảy ra là tòa vệ dốc quân sự hóa rồi tức là trên đảo đó nó đã có sân bay mặc dù là nhỏ nó đã có những cái trại lính và nó cũng đã có cả những cái cơ cấu hành tránh để mà quản trị cái vùng biển đông là gọi là cái cơ sở tam sa gì đó và nó cũng đã có một cái bến hải cảng nước sâu để cho những tàu chiến có thể cập bến thì như vậy là họ đã quân sự hóa rồi điều thứ hai nữa cái đảo hoàng quần đảo hoàng sa này thì nó chỉ tranh chấp giữa việt nam và trung quốc mà thôi chứ nó không dính dáng gì đến những cái nước khác mà việt nam gần như im lặng từ trước đến giờ đối với cái vần, vần, quần đảo hoàng sa chỉ nói thôi chứ sự thực ra việt nam không có một cái hành động gì đối với cái quần đảo hoàng sa khác với trường sa trường sa thì việt nam còn đặt một số những các cái đảo nhỏ rồi có lính chiếc canh gác ở trên đó nhưng mà hoàng sa thì hoàn toàn không vậy thì cái chuyện mà trung quốc làm ở biển đông đưa những cái dàn hỏa tiễn đến nó không có nghĩa là quân sự hóa mà cái chuyện quân sự hóa đã có rồi. Rồi những cái hỏa tiễn này liệu nó có đe dọa thực sự đối với những các cái chuyện di chuyển gọi là tự do của Mỹ hay không thì thưa rằng không. Là bởi vì những cái hỏa tiễn này cái tầm của nó là 200 cây số, tức là cũng không phải là xa lắm. Điều thứ hai nữa là dù có đặt ở đó thì chắc chắn là Trung Quốc cũng không dám dùng những cái hỏa tiễn này để mà khoai khai hỏa vào những cái tàu chiến hay là máy bay của Mỹ đi trong cái vùng đó. Cái đó là điều chắc chắn. Và một điều nữa là vì hỏa tiễn này nó chỉ có cái tầm 200 cây số, thành ra nó cũng không phải là một cái đe dọa hoàn toàn cho tất cả cái đường hàng hải ở trên cái vùng biển Đông này. Nhưng mà có một điều là có thể nó mở đầu đặt ra một sự đá rồi để rồi sau đó, đó Trung Quốc sẽ đưa những cái dàn hỏa tiễn tương tự như vậy xuống Trường Sa thì có thể có. Thành ra đối với những nhà bình luận quân sự thì cho rằng sự thực ra những cái dàn hỏa tiễn này nó không có làm cho nó nóng hơn lên và nó cũng không làm cho cái sự đe dọa cái đường hàng hải quốc tế hơn là trước đây, trước đây nó cũng đã đe dọa như vậy rồi. Và một điều nữa là đối với những cái dàn hỏa tiễn này nếu mà quả thực là đến lúc cần phải sử dụng ấy, thì nó sẽ bị xóa sổ một cách nhanh chóng trong khoảng một giờ đồng hồ tức là nó không có cái giá trị về chiến lược quân sự bởi vì nó chỉ có tính cách chiến thuật bắn một hai trái gì đó hay là tiêu diệt một hai cái tàu một cái hai cái máy bay chứ nó không thể tồn tại lâu là bởi vì thứ nhất cái đảo quá nhỏ thứ hai là những cái vũ khí này cái tầm của nó ngắn nó không có gì để mà nguy hiểm cả Dạ vâng, thưa quý khán giả thì cái vệ tinh nhân tạo chụp được những cái hình mà ở Trung cảm đã trang bị về các cái quả tiễn này vào ngày 12 và đài Fox News lại chiếu vào ngày 16 thì cái điều mà chiếu vào ngày 16 tức là cái hội nghị kết thúc vào buổi chiều ngày 16 thì thưa giáo sư có lẽ là tổng thống Obama cũng biết trước nhưng mà tại sao không thảo luận về cái vấn đề các quả tiễn mà Trung cảm đưa ra ở Hoàng Sa mà chỉ thảo luận là những cái vấn đề an ninh biển đâm và cái sự càng ngày càng gọi là uh, hung hăng của Trung cảm thôi không đề cập tới vấn đề quả tiễn này phải chăng là tình báo Mỹ hay là Tổng thống Obama muốn cho nó 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 được liên tiếp để hâm nắm cái cường độ hay sao thưa giáo sư à, vâng những cái cái uh, gọi là cái bí mật quân sự thì chúng ta không thể biết hết được nhưng mà có một điều như thế này là chắc chắn khi mà những cái hình ảnh đó được phát tán ra vào ngày 17 đó thì không nghĩa là cái ngày đó người ta mới chụp được mà người ta đã chụp được trước đó đảo của mình cho nên kể cả về vấn đề trang bị về quân sự cho nên ông Vương Nghị để cho thấy là cái sự lấp liếm của Trung Cạm. À, thưa giáo sư, chúng ta được biết là Trung à, Phi Luật Tăng sẽ kiện à, Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế liên hiệp quốc về cái đường chiến đoạn mà Trung Cạm coi như gần 80% ở biển Đông. Thì vào tháng, trễ lắm là vào 15 tháng 4 cho tới khoảng à, cuối tháng 5 là cái phán quyết của tòa án trọng tài sẽ đưa ra Và người ta cho rằng trước đó thì trung cộng là phủ nhận cái tòa án trọng tài quốc tế này Nó là không có tư cách pháp nhân và họ không thi hành Thì bây giờ chúng ta thấy bộ ngoại giao của Hoa Kỳ đang vận động với Âu Châu Để cả các nước Đông Nam Á phải lên tiếng Giả sử rằng cái phán quyết đó nó có hiệu lực là trung cảm đã vi phạm là không đường chính ở đoạn của lý bảo nhưng mà trung cảm không thi hành thì sao thì xin giáo sư có thể triển khai cái vấn đề này. Vâng à, vâng, kính thưa quý khán giả là trong 6 tháng đầu năm của 2017 này 16 16 này thì chắc chắn là cái tòa trọng tài liên hiệp quốc sẽ ra một cái phán quyết về cái vấn đề Philippines kiện ra tòa án quốc tế về hai cái điểm lớn điểm thứ nhất là cái đường lưỡi bò của trung quốc nó không có căn cứ trên một cái căn cứ pháp lý nào cả điều thứ hai là philippines xin tòa giải thích giải thích thôi nhé chứ không có phải là quyết định xem là của ai một số những cái đảo ở trên thái bình dương xin lỗi trên vùng biển đông nó là đảo hay là đá thưa quý vị trên phương diện luật quốc tế cái đảo thì nó có cái giá trị khác với cái đá ngầm. Cái đảo là theo định nghĩa của luật Liên Hợp Quốc phải là cái nơi con người có thể sinh sống được, có một đời sống kinh tế tự túc thì lúc đó gọi là đảo. Mà nếu gọi là đảo thì nó có cái quyền lợi thứ nhất là 12 hải lý xung quanh đó gọi là lãnh hải là cái đó thuộc cái quyền tuyệt đối của họ ngoài 12 hải lý họ có một cái vùng gọi là quyền kinh tế 200 hải lý tính từ từ đất liền đi ra 200 hải lý các nước khác không được quyền đánh cá không được quyền khai thác dầu hỏa trong cái vòng 200 hải lý thành ra quyền lợi của nó rất lớn mà như vậy nếu theo cái luật đó thì ở cái biển đông Việt Nam mình không có cái đảo nào gọi là đảo mà theo cái nghĩa đó cho đến bây giờ theo đúng luật thì chắc là không có còn những cái mà gọi là đá hay là những cái bãi ngầm Thì theo cái luật biển của Liên Hiệp Quốc nó không có giá trị là một cái đảo Vì không có giá trị là một cái đảo thành ra điều thứ nhất Là những cái đá ngầm Không ai được Chiếm nhận để làm Gọi Ủ, là thuộc Đất đai của mình không có quyền Bởi vì lúc chìm lúc đổi nó không được nhận Còn nếu những cái Đảo nó nhỏ nhỏ ví dụ như đảo Phú Lâm ví dụ như đảo Hoàng Sa hay là đảo Trường Sa mà Việt Nam chiếm chẳng hạn đó thì thưa rằng nó là đảo thật tức là nó có nổi lên nó không bị chìm và có con người có thể cất nhà ở cửa trên đó được nhưng mà điều nó cũng vẫn chỉ gọi là đá nó chưa phải là đảo thì nó không có cái quyền có 12 hai hải lý xung quanh. Hay là nếu mà cắt nghĩa một cách chặt chẽ ra, may ra nó có được 12 hải lý chung trong. Nhưng mà chắc chắn là nó không có 200 hải lý từ bờ biển tính ra để làm thèm lục địa, nó không có. Thành ra thưa quý vị, bây giờ Trung Quốc đang chiếm những cái đảo ở trên vùng Trường Sa. Và nhất là cái đảo Scarborough nó thuộc của Philippines trước đây. Thì Trung, uh, Philippines chỉ yêu cầu tòa giải thích, xin giải thích rằng những và khi đã chụp được như vậy thì chắc chắn là những cái cơ quan tình báo của mỹ họ đã biết hết tại sao lại không đưa ra thì thưa rằng nó có nhiều lý do tại sao lại không đưa ra trong cái phiên họp là bởi vì trong cái phiên họp đó mới bàn cãi về cái chuyện rằng có bàn đến vấn đề biển đông hay không có bàn đến cái thái độ hưng năng của trung quốc hay không thì đã không có cái sự đồng nhất giữa các nước ở á châu những cái nước đông nam á đó có nhiều nước không muốn đề cập đến Thành ra vì thế mà có lẽ cái chương trình chi tiết về những cái chuyện giàn hỏa tiến mới này không được đặt ra chăng? Cái đó là điều chúng ta đoán thôi chứ còn sự thực là chúng tôi không thấy có một cái tin nào, lý do nào mà tại sao lại cái vấn đề hỏa tiến này không được đặt ra. Nhưng mà như tôi đã vừa trình bày là đối với một số chuyên gia về quân sự thì họ cho rằng cái chuyện mà đặt những cái giàn hỏa tiến đó nó không phải là một cái điểm gì mới đối với vấn đề quân sự bởi vì Trung Quốc đã quân sự hóa rồi điều thứ hai nữa là với những cái vũ khí như vậy nó không có phải là một thay đổi được cái sự sự chiến trường không có thể thay đổi gì cả bởi vì nó những cái vũ khí đó kể như là thô sơ và nhỏ nó chưa có đủ sức để làm thay đổi cái bộ mặt của chiến trường cho nên có lẽ vì thế mà không trở thành một vấn đề nhưng mà chúng tôi cũng có đọc thấy một số những cái nhà bình luận thì lại cho rằng Trung Quốc sở dĩ mà đưa những cái đó đến gắn thì nó lại vẫn có tác dụng đối với những cái nước đông nam á thứ nhất là đối với hai nước việt nam và philippines là hai cái nước mà đối đầu với trung quốc trực tiếp ngay ở trên cái vùng đó thì hai nước đó về phương diện quân sự đều yếu hơn trung quốc thành ra những cái hỏa tiễn đó đối với hai nước đó thì lại là những cái vũ khí kể như là ghê gớm điều thứ hai nữa là trung quốc muốn đặt ở đó Ngoài hai cái nước mà đối địch ngang với với Trung Quốc là Việt Nam và Philippines thì còn lại dùng để mà răn đe đối với những cái nước còn đang ở tên, trong tình trạng nửa vời, tức là chưa hẳn là muốn chống Trung Quốc nhưng mà cũng vẫn muốn theo Mỹ. Thành ra những cái nước đó cái quyền lợi của họ đi lại nó vẫn còn cần. Thành ra Trung Quốc đặt như vậy thì có nghĩa rằng làm cho cái nước đó thêm một chút sợ hãi và vì thế cho nên cái chuyện mà đi với mỹ nó sẽ khó hơn thành ra cái mục đích của trung quốc khi đặt cái đó nó không đặt những cái giòn hỏa tiễn mới này nó không có cái giá trị về quân sự nhưng nó có cái giá trị về phương diện chiến lược chính trị là để làm cho cái sự chia rẽ giữa các nước á châu những nước đông nam á nó rộng lớn hơn và làm cho cái sự kết hợp của mỹ mà Mỹ trong cái hội nghị này chủ trương là sẽ centralize, tức là là làm sao tập trung được các nước Đông Nam Á thành một mối đó thì nó khó cho Mỹ hơn trong cái chuyện tập trung các nước Đông Nam Á, Đông Nam Á này thành một mối là bởi vì giữa những cái nước mà còn chưa có cái sự thiết thân, quyền lợi thiết thân của họ đối với biển Đông đó, thì họ cảm thấy rằng với những cái vũ khí đặt như vậy có thể làm cản trở cái sự giao thương của họ trên biển Đông. Dạ vâng, khi mà các cái tin tức của các cơ quan truyền thông ở Tây Phương đưa ra về cái dàn quả tiễn mà Trung Cạm đặt ở đảo Phú Lâm đó thì phát ngôn viên của Trung Cạm đó là Hồng Lỗi cũng như ngay cả ông Vương Nghị là Bộ trưởng Ngoại giao khi mà họp báo cùng với bà Big Shot tức là Ngoại trưởng của Úc Đại Lợi đó thì ông có tuyên bố là ông chê cái truyền thông của Tây Phương là coi như là nó không có giá trị, có tính cách xuyên tạc nhưng mà ông không phủ nhận là cái dòng quả tiễn có hay không, ông không phủ nhận sau đó thì ông lại tiếp tục ông nói rằng là đây là các đỏ của trung cộng cho nên trung cộng có cái quyền đạt bảo vệ những cái những...